Vâng, cứ âm thanh lúc đó xin kính chào đến toàn thể tất cả các bác nhé. Nói thật các bác là trong tất cả dòng mic bên cửa hàng bên em bán ra thì luôn luôn những cái phụ kiện kèm theo bên em sẽ luôn luôn có để mà kèm để trường hợp chúng ta về không may có bị vỡ thì hỗ trợ khách hàng chúng ta có cái để chúng ta thay. Nói thật các bác là bên em thì cũng không có đăng bán bao giờ cả. Tất cả linh kiện BBS thực sự bên em đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mua. Và kể cả những con mic mà bọn em lấy về hôm nay nó xấu, bọn em cũng đã thay những cái này mới vào để em bán. Thì các bác là tất cả linh kiện của BBS, tất cả các hãng em đều có hết. Bên em đều nhập hết, nhập tại hàng chính hãng luôn. Các bác nhìn này, từ một cái đuôi nhỏ nhỏ thế này thôi. Đấy, cái đuôi của cái đuôi mic này, những loại là U4500 chẳng hạn này, màu trắng này cũng có này. Thì hộp nhập chính hãng của công ty BBS luôn nhé. Nhập từ nhà máy luôn. Rất là mắc, không hề rẻ đâu bác nhá. Một cái đuôi này rất là mắc. Nhập về tất cả các đời của em đều có hết. Đấy, đầu tư thực sự bên em bán hàng nhưng mà thật các bác là những cái phụ kiện luôn luôn hội mua để mà trường hợp mà khách hàng có cần thiết thì mình phải có để mà hỗ trợ khách hàng tất cả chuyện này. Đương nhiên là nó phải mất bằng tiền rồi nhưng mà có chỗ để mua là tốt lắm rồi các bác ạ. Bên em thực sự các bác là cũng bán đương nhiên cái này mua là mua khá là mắc tiền chứ không phải là rẻ này, rất là mắc. Tất cả các đời bên em đều có cho các bác hết. BBS hoặc là Redacard cũng có, Redacard rồi tất cả các đời nên em đã mua hết để mà về hỗ trợ các bác để từng cái kính mic này, từng cái kính này, từng cái nút bấm này, tất cả mọi thứ bên em đã mua đây, từng cái đuôi mic cái này như là K100 chẳng hạn này, đây cái đời này là gợi VIP 1000 này, đấy đuôi này đuôi mới tinh luôn nhá, chính hãng luôn nhá, chính hãng của BBS đấy bác nhá, đang nguyên hộp luôn này, từng mỗi một cái đuôi này là một cái hộp luôn, rất là mắc. Bên em được thật các bác là chưa bao giờ các bác thấy bên em đang bán lẻ bán cái này bao giờ, bởi vì nó thật các bác là nó không có lời lãi gì cả, mà lấy rất là khó. Bởi vì là mua những cái phụ kiện nó rất là khó, không dễ mua đâu. Cho nên là mua bán đâu có câu gì đâu mà bán đâu. Em thực sự không có cần thiết những cái đồ đó. Nhưng mà mình mua về, thứ nhất là khách hàng của mình, những người đã mua hàng của em, trong quá trình sử dụng không may đánh rơi, để vỡ, cái gì đó mà không có đồ để thay, thì bên em có cái để mà gọi là để đứt các bác. Đấy, mà mọi người có cái chỗ để mua. Đây, những cái đùi mới tinh luôn. Đấy, kính thì bên em nhiều đó, kính thì thực sự các bác là bộ cá hộp, cả thùng to. Nhiều, rất là nhiều. Đủ đời á, tất cả các đời mic BBS rồi Redacard thứ là có hết. Thực sự là bỏ vào lúc cả mấy trăm triệu để mua những cái này, bởi vì là muốn lấy nó khó các bác ạ, nó rất là khó. Đây các bác nhìn này, cả một hộp đầy của nó này. Đấy như là cái này là BBS 810 này. Lấy rất là khó cho nên bắt buộc một lần mà em lấy phải lấy nhiều, mình nhờ cậy lấy cho nên phải lấy một lúc nhiều luôn là mình dùng mãi. Cho nên lấy bỏ vốn rất là lớn, thành ra cái để trong nằm ở cả kho cả năm trời ấy, nhưng mà mình không bán. Thật các bác này em không đăng bán cái trò này, bởi vì nó không đáng bao nhiêu, nhưng mọi người cứ nghĩ là mình lời lãi gì lắm cơ. Đây, đùi mới tinh luôn. Đấy, để mới tinh luôn này. Nó thấy không? Đùi mới tinh của nó này. Sơn zin là chính hãng luôn nhá. Các bác cầm cái này lắp vào trong cái mic các bác là nó cùng màu luôn, bởi vì nó là hàng chính hãng luôn. Chứ không giống như hàng chúng ta sơn hay là những cái đùi mic BBS chúng ta đánh rơi từng cái chụp này, từng cái bông của bên em cũng có, từng cái chụp rồi tất cả mọi thứ, từng cái kính, từng cái nút bấm, gần như tất cả các bên này phải có cả, chỉ một số cái đời nào bên em không bán á, bên em không bán ra, chưa bán bao giờ thì bên em mới không có đâu, chứ còn những cái đời bên em bán ra gần như là có hết, nhiều lắm. Đây, tất cả đây là một góc thôi nha, đây chỉ là một góc trong cái kho nhà em này, nhà những cái linh kiện này, bỏ tiền là tiền rất là lớn đấy, thực sự các bác là làm rất là có tâm, bắt đầu phải rất là chịu khó và phải là chịu khó để mà mình chứ còn đúng ra, nhưng mà mình thật các bác là nhiều người bảo là ông mua về ông cũng bán chứ ông là ông có làm gì đâu mà ông la trời la đất lên. Em thật các bác này, lấy về đây bỏ vốn rất là lớn nhá, nhưng mà các bác thấy em bán lẻ bao giờ chưa? Cũng chưa bao giờ em đăng bán. Thật các bác là em không bao giờ đăng quảng cáo đang bán cái này bao nhiêu, bởi vì thật các bác là bán lấy công một vài chục ngàn trong cái một cái này nó không đáng bao nhiêu cả mà mang tiếng, cho nên em cũng chưa bao giờ em bán cả, nhưng mà em để đây em mua về chỉ là để hỗ trợ khách hàng của mình là chính. Những người mua hàng của mình mà không may đánh rơi nó vỡ thì có chỗ đó mà mua. Đấy, có chỗ đó mà mua mà em gửi để lại cho, chứ còn không phải là để mà lấy về để bán lấy kiếm lời hay là thế này thế kia, không có. Đó là cái trách nhiệm bên em thực sự các bác luôn. Chứ còn từng cái kính các bác để ý cho em, những cái bộ mic bãi về á, đa số mic bãi về đa số là những cái kính đó nó sẽ bị ố màu, hoặc là nó sẽ bị cái nút nó bị sứt đi, bị bấm nhiều mà, bấm nhiều nó nứt đi. Bởi vì đa số hàng bãi là người ta dùng rồi thì dùng rồi, kiểu gì bấm mà chẳng phải xấu. Cái kính nó sẽ bị đục đi. Cái nút thì nó cái nút mà nút dẻo mà bấm nhiều nó sẽ bị sứt đi. Thì đương nhiên là các bác muốn đẹp thì bên em phải mua về, đương nhiên mà em sẽ thay đa số cái kính và cái nút bên em thay miễn phí mọi người luôn. Thay cái đó thay miễn phí luôn. Nhưng mà những cái đuôi này thì khá là mắc tiền này.
khá là mắc tiền, cho nên là thực sự các bác là em mua được mua về đây, nhưng mà cũng không đăng bán. Nhưng mà thực sự nếu mà ai không may mà cần dùng mà không may đánh rơi vỡ thì gọi bên em vẫn phải có để hỗ trợ các bác, có chỗ để mà mua. Đương nhiên là bên em cũng chẳng lời lãi gì cái này cả, lấy chẳng công cát gì đâu, lấy để hỗ trợ khách hàng, nên là chỉ bán những người đã mua hàng của em thôi, chứ em cũng chẳng bán cho những ai mà để mua hàng ông khác mà đến đây mua của em này, em không có, bởi vì nó cũng chẳng lời lãi gì cả, mà bỏ vốn rất là lớn, cho nên là cái điều này nó thật các bác là cũng là mình mua để mà mình chăm sóc khách hàng của mình đấy, chứ còn không phải là cái gì cả. Và những cái bác nào, kể cả những bác khách mà đã mua của em mà không may đồ không may bị sứt vỡ rơi rớt hư từng cái bông từng cái nút á, thì có thể liên hệ với em đấy, liên hệ với em để mà bên em hỗ trợ cho em. Thật các bác là nó cũng không rẻ đâu nhá, em nhớ không nhầm là một cái này nhập vào là hơn 100.000 một cái đuôi này đấy, trăm mấy chục ngàn rồi đấy, mắc lắm đấy, nói chung là mắc, không hề rẻ đâu nhá, rất là mắc đấy đấy, nó thật các bác luôn. Một cái hộp này nó không hề rẻ đâu nhá, không phải là em ăn lời mà em quảng cáo vậy đâu nhá. Cái hộp này mua tại nhà máy nó rất là mắc, bởi vì một bộ mic, một bộ vỏ, nếu mà một bộ vỏ nó cả gần triệu bạc thì đâu có rẻ đâu. Thì đang mua những cái này nó linh kiện liền nhặt nhặt, nhưng mà nó tính ra nó tiền rất là nhiều. Em nhớ nhận là lấy số lượng lớn cũng đã là mắc rồi. Chứ chưa nói chứ còn em không rõ từ model nữa, vì model này nó sẽ khác, model kia nó sẽ khác, tụi em mà model nó sẽ khác nhau. Nhưng model này là U2900 này. Đấy đây là U18101 này. Còn nhiều lắm, nhưng mà đa số là các bác sẽ sử dụng được với nhau, bởi vì BBS thì nó giống nhau cả mà. Cái này là U4504 này. 5004 thì đa số các bác sẽ sử dụng được cả, bên mấy cái dòng U4500 cũng dùng được luôn. Vân vân và rất là nhiều dòng mic các bác sử dụng được. Kính các thì bên em cũng nhiều đầy đủ. Nếu mà đương nhiên có nhiều số mã sẽ không có, nhưng bác nào nếu mà cần thiết thì có thể liên hệ với em. Em sẽ nếu có thì em sẽ hỗ trợ các bác. Đương nhiên là không thể có đủ hết 100% tất cả model nữa, vì lấy về rất nhiều lắm. Lấy về tất cả model BBS thì nó cả hàng trăm mã đấy, lấy về sau hết được. Nhưng mà em sẽ cố gắng, nếu mà có được bên em sẽ lấy cho, hoặc là đặt thì bên em sẽ lấy cho. Bởi vì nó thật các bác là cũng không lời lãi gì cả, cái này bên em không đang bán đâu. Để lâu lắm này, nó còn bẩn lắm lem cả hộp rồi đấy. Nhưng mà cũng phải lấy. Lấy về thứ nhất là mình sử dụng. Mình không may những bộ mic mình lấy về nó xấu thì mình sử dụng. Thứ hai là hỗ trợ khách hàng của mình thôi. Chứ cái này thật các bác là bán, tính là cái này nếu mà con gái nhá, nếu mà một người con gái mà hay là ai hồi xưa thì có em có chị gái là chị bán những cái này cũng được. Nếu mà thực sự chị có tâm mê thì bán, mua lấy những cái này và bán rất là nhiều người cần, bởi vì là những cái này dùng hay vỡ lắm, đánh rơi mấy lần vỡ ngay à, nên những cái này rất là cần. Nhưng mà thật các bác là em cũng chẳng bán bao giờ, nên em không đăng bán bao giờ, cho nên là mua cái này về hỗ trợ khách hàng, nếu mà bác nào cần thì liên hệ em, chứ còn em cũng không có chuyện là bảo là mua cái này về để mà bán kiếm lời, không có đấy các bác nhá. Đấy, những bác nào mà nếu mà thực sự mà đang cần những cái này hoặc là những lời mic cho các bác mất đấy, thì có thể chụp hình gửi Zalo em hỗ trợ cho, chứ còn cũng không có bán lời lãi gì ở đây cái này nhá. Nếu còn nếu bác nào ở chỗ khác mua được thì cứ mua đấy thôi. Cái bây giờ cái này là em nghĩ là chắc ít người bán, ít người có, bởi vì đa số là họ cứ mua về bà họ mua mic về họ bán rồi, chứ còn mic linh kiện thì họ bởi vì là không có lãi, bởi vì đa số là không có lãi nên là họ không lấy về đâu, bán nó được bao nhiêu đâu mà. Cho nên là họ ít lấy, bỏ ra vốn lớn một hộp này. Bây giờ các bác tính cho em coi, cả tiền triệu. Cứ tính cho em một chiếc này là cả một đôi này là 300, cả 300 hơn 300 đúng không ạ? Bây giờ một hộp này đã là mấy triệu. Mà bán lấy công được một cái được mấy chục ngàn chẳng hạn đi, thì cũng đâu ăn thua, mà vốn lớn. Cho nên là không ai làm. Đấy, không có người làm. Đấy, thì bác nào cần thì liên hệ em. Đấy, chứ còn hỗ trợ thôi nhá, cái này là hỗ trợ thôi. Đặc biệt là những người khách hàng của em này em còn ưu tiên. Đấy các bác, cảm ơn các bác rất là nhiều.